Chào anh em, thì hôm nay mình review một số hình ảnh về chiếc xe CD125. Mình còn đến hai chiếc CD nha. Một chiếc 125 đời 2000, xe đạt trên 90% ha. Và một chiếc đời 96, xe đạt trên 92%. Thì anh em một sưu tầm á, thì mình sẽ gửi hình cho anh em xem. Máy móc thì im ru cho anh em, để mình đời cái mình nổ máy cho anh em xem nghe sướng lỗ tai ha. Đây, cho đẩy nó hơi lâu. Sưu tầm thì mình gửi hình qua cho anh em xem. Ngon lành ha. Còn hai chiếc, một chiếc đời 96 và một chiếc đời 2000. Anh em sưu tầm thì mình gửi hình ảnh qua cho. Chúng tôi cảm ơn anh em thường xuyên theo dõi cái video trên kênh Mây Xe Hay. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Anh em nhớ đăng ký hoặc là chia sẻ những cái video để cho anh em mà có nhu cầu thì người ta sưu tầm ha. Giá xe thì một chiếc đời 2000 á, giá 93 triệu ha, và một chiếc đời 1996 á, giá 96 triệu ha. Thì cái xe này mình ship cho anh em luôn, ship tới nơi cho anh em. Thì ở đây là cái một số hình ảnh của xe của một người bạn ở Sài Gòn người ta gửi nha, chứ không phải hình ảnh của xe mình nãy nổ máy cho anh em xem. Thì nếu mà anh em có nhu cầu thì cứ alo, thì mình sẽ kết bạn Zalo cái mình gửi qua luôn nha. Xe này hình ảnh của xe này thì của mình, của video này là xe này đã dọn rồi nha, còn xe mình nổ máy hồi nãy ở đời 96 và đời 2000 sẽ là xe chưa có dọn, xe còn riêng hết, còn nguyên bản luôn. Thì anh em sưu tầm thì bên mình sẽ, anh em bên câu lạc bộ xe cổ luôn và sẽ gửi và cho anh em xem những một số hình ảnh về chiếc xe ha. Thì cũng còn chiếc CD90 đời như là 98 thì giá nó là 68 triệu, và một chiếc CD50 đời 99 giá nó là 58 triệu ha. Anh em sưu tầm thì cứ alo để mình gửi thông tin qua cho anh em xem. Cúp thì cũng còn cúp 70 đời 94 và một chiếc đời 93 cực kỳ đẹp cho anh em xem. Cúp 50 thì cũng còn một chiếc giá 37 triệu ha. Cúp 90 thì cũng còn một chiếc giá 56 triệu cho anh em sưu tầm. Cúp 90 đời này là đời 96, 56 triệu cho anh em sưu tầm nhé. Còn cúp đèn tròn thì còn một chiếc, chiếc này là chiếc cúp đèn tròn chiếc 50 đời nó như 202 á. Anh em sưu tầm mình gửi hình qua cho. Thì cái cúp còn một chiếc cúp này là cúp 50 đời 1984. À cúp cúp 50 đời 1984 là cúp 84 á. Nguyên bản luôn. Anh em sưu tầm thì mình gửi cái hình xe cúp 84 cho anh xem. Anh em xem thì
Bữa có một chiếc cấp đời 1984 nhưng mà cấp 90 cực kỳ đẹp. Nói chung là xe đó hơi cổ xíu, mấy chục năm rồi mà nhìn thấy cái xe phơi. Nói chung là cảm ơn anh em nhiều thường xuyên theo dõi video. Và chúc anh em ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và tràn đầy hạnh phúc ha. Ở xe này chiếc xe này thì nó đã ta đã dọn sơ rồi, nói chung thì nhìn nó mới như vậy chứ không phải là xe nguyên bản đâu. Nhìn thấy nó xe nguyên bản thường nó không đắt chỗ này thì nó mẻ chỗ kia thôi. Anh em nói xe nguyên bản nó xấu, thật sự xấu, chất của nó là mọc hơn là những cái xe mới này. Xe này nó dọn xi sơn lại hết gần như là 100%. Thì anh em nhìn thấy chất xe nó trong hơn và nó bóng hơn nhiều so với những cái dòng xe mà mọc và xe xưa thì nó sẽ đục và nó nhìn nó hơi nổ xíu, nó móc móc chút xíu ha. Anh em mà có sưu tầm những dòng xe cổ thì cứ alo bên anh em bên câu lạc bộ xe cổ Long Hòa sẽ tìm và chia sẻ lại cho anh em những cái dòng xe mà anh em ưa thích hoặc là đặt trước chỗ. Khi có xe về mình sẽ alo hoặc là mình nhắn tin để mình thông báo cho anh em biết chiếc xe nó đã về hoặc là cái xe theo ý của anh em là có hoặc là gần giống như vậy thì anh em có thể là xem những cái hình ảnh trước hoặc là những cái video mình quay trực tiếp và gửi cho anh em xem trước khi anh em xuống tiền ha. Và cọc thì cũng anh em cọc vài triệu, không cần cọc nhiều đâu. Thôi video đến đây xin tạm dừng và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chào anh em nhé.